Trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để chúng ta có thể hide một số những thông tin sensitive trên cái report của chúng ta. Thì trong một số trường hợp thì chúng ta sẽ cần phải cung cấp email và password cho những cái chức năng liên quan đến việc đăng nhập. Thì làm sao để cho những cái thông tin nhạy cảm như là mật khẩu nó không có hiện lên report thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì trước tiên thì chúng ta sẽ phải cần hoàn thành cái kịch bản login. Thì chúng ta sẽ cần phải xác định được hai cái thứ tự email và password. Thì ở đây mình sẽ xác định cái đối tượng của hai cái thẻ input này thông qua cái type của nó. Thì ở đây thì chúng ta sẽ khai báo thêm email view chúng ta có thể lấy theo nhiều cách khác nhau. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cách lấy theo cái XPath với cái thuộc tính là type, hoặc đơn giản là các bạn có thể lấy theo name cũng được. Lần trước thì mình đã giới thiệu theo name rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy theo ID. Lần trước thì đã là ID rồi thì bây giờ là name. Name thì chúng ta sẽ lấy cái giá trị của cái thuộc tính name chúng ta cho về đây thôi. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có một cái thứ hai đó là password. Giả sử như chúng ta có thể lấy theo cái tính là placeholder này. Mình check input. Input là password thì chúng ta có được một cái giá trị ở đây. Chúng ta có thể lấy theo XPath. Nhưng mà thông thường thì khi mà lấy theo XPath thì nó đã hỗ trợ cho chúng ta một cái là locate by này, thì chúng ta không cần phải điền cái XPath ở đây nữa. Chúng ta lấy trực tiếp như thế này. Sau khi mà chúng ta xác định được hai cái đối tượng email và password field rồi thì cái việc tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng cái interaction là enter the value. Thì cái value ở đây là cái email của chúng ta. Ví dụ như là mình sẽ lấy email là paymark a.sky.o2test chẳng hạn. Into vào cái field là email. Thì đây là cái cách để chúng ta có thể type một cái data vào trong một cái field. Thì tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm với cái field mật khẩu. Thì mật khẩu chúng ta có thể đặt một cái gì đó, 123 đẹp trai chẳng hạn. Rồi chúng ta sẽ chạy cái này. Đây mình sẽ đặt nó là debug đi, hoặc là dev để đánh dấu cái test case này là cái test case mình đang đang phát triển chẳng hạn. Thì cái test case này nó fail bởi vì đây là cái giá trị của cái test case lần trước, cái outcome của cái lần trước. Thì hiện tại thì chúng ta cũng không cần quan tâm đến cái này. Cái mục đích của chúng ta là sẽ làm sao để ẩn được cái thông tin trên cái report thôi. Thì chúng ta sẽ mở cái report ra.
chúng ta thấy rằng là cái giá trị password nó đang sâu lên trên cái report này. Thì bây giờ làm sao để chúng ta có thể ẩn cái dòng này đi, chúng ta không sâu lên đây nữa. Thì trong security nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái là silent tab. Đó, thì chúng ta sẽ chuyển cái những interaction, những cái thông tin mà chúng ta muốn không muốn hiện lên trên report vào đây. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ chạy lại một lần nữa. Rồi, chúng ta sẽ refresh lại. Thì chúng ta đã thấy rằng cái dòng mà cung cấp cái mật khẩu nó đã không còn tồn tại ở trên này nữa rồi. Đó.